quý vị, mở đầu cho số phát sóng tuần này sẽ là những thông tin về sự kiện khai trương Mercedes-Benz Hasako tại Cần Thơ. Tọa lạc tại số 102 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, showroom Mercedes-Benz Hasako Cần Thơ đi vào hoạt động từ cuối tháng 7 năm 2022, là đại lý Mercedes-Benz thứ 5 của Hasako tại Việt Nam và là showroom Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên và duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Mercedes-Benz Hasako Cần Thơ có tổng diện tích hơn 4.000 m², showroom được tích hợp công nghệ mới theo tiêu chuẩn MARC 2020, giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm mua xe. Với phòng giao xe riêng biệt, bên cạnh đó showroom được trang bị màn hình LED và standee cảm ứng, giúp khách hàng có thể tham khảo cấu hình xe, lựa chọn màu sơn, màu nội thất theo ý thích. Xưởng dịch vụ, khu đồng sơn và sửa chữa với diện tích hơn 2.500 m², được trang bị 8 khoang dịch vụ cùng với các khoang chức năng khác như khoang cân chỉnh bánh xe, hệ thống lái, bề thử hệ thống phanh, phòng sơn theo tiêu chuẩn level 1 với công nghệ sơn mới thân thiện với môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng. Hasako kỳ vọng Mercedes-Benz Hasako Cần Thơ sẽ là một địa chỉ tin cậy cho khách hàng có nhu cầu mua và trải nghiệm các dịch vụ chính hãng của Mercedes-Benz tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Song song với việc ra mắt showroom mới, Mercedes-Benz Hasako Cần Thơ còn triển khai chương trình kiểm tra xe miễn phí, sẽ kéo dài tới hết 30 tháng 8 năm 2022. Khách hàng có doanh thu sửa chữa trên 50 triệu đồng sẽ được voucher giảm giá khi mua vỏ xe chính hãng Mercedes-Benz tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.